Câu chuyện bắt đầu từ 300 năm trước, Hồng Kim Bảo và một cô gái tên Tiểu Hồng, hai người rất yêu thương nhau, cho nên họ chui vào lùm cây để làm chuyện mà ai cũng sẽ thích. Thế là Tiểu Hồng đã có thai, trưởng làng khi đó nhận thấy cô gái chưa xuất giá mà đã có con. Theo tục lệ của làng đây là tội rất nặng lăng loàn chắc nết, buộc phải trầm lồng heo xử quyết cô gái. Tiểu Hồng đau lòng vì Kim Bảo đã không đến cứu cô. 300 năm sau hồn ma hai mẹ con vẫn còn rất dưỡng trên dương gian. Hai người đã quen biết rất thân với một đại ca xã hội đen của âm giới, tên là Cao Hùng. Anh ta đối xử với hai mẹ con Tiểu Hồng rất tốt. Lúc này phán quan âm ty xuất hiện, Cao Hùng liền dùng thế lực xã hội đen của mình thương lượng với phán quan. Hãy cho cậu bé Tiểu Lực con của Tiểu Hồng một cơ hội, để được đầu thai chuyển kiếp làm người, tham ô thì nơi nào cũng có. Thấy tiền phán quan liền đồng ý, hai ngày nữa sẽ có một cô gái nhảy lầu. Lúc đó hãy dẫn Tiểu Lực đến lấy Ngọc Luân Hồi để đi đầu thai. Về phần Kim Bảo, chuyển kiếp của anh là một đại ca xã hội đen, kinh doanh một tiệm sửa xe để kiếm sống qua ngày. Trong một lần đi chém lộn giành địa bàn, Kim Bảo đã bị bắn lén chết ngay tại chỗ. Đầu trâu mặt ngựa liền xuất hiện đưa anh về địa phủ, bằng chiếc thang máy hiển thị bằng số âm. Trên này một thằng ma đã lấy Ngọc Luân Hồi của Kim Bảo để đi đầu thai. Khi xuống địa phủ, Kim Bảo gặp lại đám đàn em. Lúc này anh cảm thấy hối hận vì đã dẫn dắt đám đàn em đi vào chỗ chết. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Khi này một cô gái tên Sang Sang đang có ý định nhảy lầu. Cô chính là mục tiêu để luân hồi của bé Tiểu Lực. Đúng lúc này hai thằng đệ nhận lệnh của Kim Bảo đi đòi nợ. Người đứng tên vay tiền chính là Sang Sang, thằng áo trắng tên là Siêu. Cậu ta có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma dễ dàng. Nhanh chóng thằng Siêu chạy lên kịp lúc túm lấy cô gái kéo vào trong. Anh tốt bụng đưa cô gái về nhà, khiến cho Tiểu Lực mất đi cơ hội đầu thai. Tiểu Hồng tức giận, cô tìm đến nhà trúc giận lên cậu Siêu. Sang Sang thì tưởng rằng anh ta muốn giở trò với cô. Khi này ánh sáng TV làm cho Tiểu Lực hoảng sợ bỏ chạy. Tiểu Hồng đành phải bỏ qua cho anh Siêu. Hôm sau Kim Bảo cùng đàn em đi lễ Phật. Sau khi nghe chuyện đêm qua của thằng Siêu, pháp sư mù biết được cậu ta đã phá hỏng cơ hội đầu thai của bọn họ, khuyên nhủ anh Siêu không nên xen vào chuyện của người âm. Sau đó bọn họ đi tắm hơi để xả xui. Khi này Tiểu Hồng lại đến tìm cậu Siêu. Tiểu Lực mau chóng chiếm lấy thể xác của anh ta. Nghe tiếng kêu cứu, Kim Bảo và đàn em chạy tới, trông thấy thằng Siêu hành động kỳ quái, nhận ra cậu ta đã bị ma nhập. Mấy thằng đệ liền kìm chế thằng Siêu lại. Kim Bảo nhanh trí giả trang thành quan nhị ca. Tiểu Hồng đánh bật mấy thằng đệ, rồi vô tình cô trông thấy nốt ruồi ở đùi của Kim Bảo. Lúc này cô mới nhận ra Kim Bảo là kẻ phụ tình cô 300 năm trước. Tức giận cô tát anh một cú văng vào bàn thờ, khiến cho quan nhị ca hiển linh nhập vào Kim Bảo. Vài ba chiêu đã đánh cho Tiểu Lực thoát hồn ra. Tiểu Hồng cũng đành bỏ đi. Quan nhị ca cười sảng khoái, mang rượu đến đây cho ta. Ôi thần linh ơi, không có rượu lấy nước tiểu thay thế vậy. Khi này Sang Sang mới kể cho thằng Siêu chuyện cô thiếu nợ. Không phải vì cô đã vay tiền, mà là do một người đàn ông đã lừa tình. Hắn nhờ cô đứng tên bảo lãnh cho hắn, sau đó hắn ôm tiền bỏ trốn. Anh Siêu tốt bụng đưa cô gái đi tìm thằng lừa tình. May mắn trông thấy hắn, Sang Sang muốn đòi lại tiền nhưng bị hắn đánh ngã xuống đất. Thằng Siêu tức giận lấy chai bia đập lên đầu thằng lừa tình. Đêm hôm đó pháp sư mù giúp cho Kim Bảo và thằng Siêu lập đàn làm phép. Họ muốn xoa dịu cơn giận của Tiểu Hồng. Quả nhiên Tiểu Hồng xuất hiện tấn công đám người Kim Bảo. Đúng lúc này phán quan xuất hiện lệnh cho Tiểu Hồng dừng tay. Bởi vì tùy tiện giết người sẽ phạm phải luật trời, bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Đại ca Cao Hùng cũng chạy đến tặng cho phán quan chiếc xe hơi, hối lộ ông ta hãy bỏ qua chuyện này. Thế là phán quan tra sổ sinh tử biết được thằng Siêu dương thọ đã hết, và là mục tiêu luân hồi của Cao Hùng. Anh ta bèn nhường cơ hội này lại cho Tiểu Lực. Thế là hai mẹ con tìm đến thằng Siêu. Tiểu Lực nhanh chóng chiếm lấy thể xác của anh ta. Sang Sang liền gọi cho Kim Bảo bắt lấy thằng Siêu lại. Lần này pháp sư mù lập đàn khai nhãn âm dương cho Kim Bảo và thằng đệ, chuẩn bị đối phó với Tiểu Hồng. Rất nhanh Tiểu Hồng liền bay đến. Cả thằng Cao Hùng và đàn em cũng xuất hiện, bọn họ muốn giết thằng Siêu giúp Tiểu Lực lấy cơ hội đầu thai, nhưng pháp sư mù đã chuẩn bị sẵn bùa chú nên cũng không làm gì được.
bởi vì dương thọ của thằng Siêu 3 ngày nữa mới hết. Pháp sư khuyên nhủ Tiểu Hồng không được làm bậy. Khi này Tiểu Hồng mới nói chuyện với Kim Bảo. 300 năm trước anh đã phụ tình cô. Kim Bảo không tin bản thân đã làm chuyện có lỗi. Thế là Tiểu Hồng đưa anh ta quay ngược thời gian, để xem lại diễn biến của kiếp trước. Quả nhiên lúc ấy hai người chưa thành thân, nhưng Tiểu Hồng lại mang thai con của Kim Bảo, nên đã bị xử quyết trầm lồng heo. Thì ra năm xưa không phải Kim Bảo phụ tình mà là anh ta đã đến muộn, và cũng đã bị dân làng đánh chết. Thế là hiểu lầm giữa hai vợ chồng được hóa giải. Kim Bảo đã nhớ hết mọi chuyện kiếp trước, gia đình ba người đoàn tụ bên nhau. Sang Sang cũng yêu mến thằng Siêu vì anh có bản tính lương thiện. Thằng Cao Hùng bây giờ đổi ý, không muốn nhường cơ hội đầu thai cho Tiểu Lực nữa. Phán quan liền báo tin cho Tiểu Hồng biết chuyện. Đêm hôm đó đúng vào ngày thằng Siêu hết dương thọ, anh ta liền bị thằng lừa tình dùng súng ám sát ngay trên phố. Điều này làm cho Cao Hùng vui mừng vì sắp được đi đầu thai. Tình huống bây giờ, pháp sư mù nghĩ ra cách sẽ khai nhãn âm dương cho mọi người, cùng nhau ngăn cản đầu trâu mặt ngựa đến bắt hồn thằng Siêu. Chỉ cần bảo vệ hồn phách của thằng Siêu qua 12 giờ đêm, thì cậu ta sẽ thoát được nạn kiếp. Về phần Kim Bảo thì trang bị chiến giáp hồng ra, pháp sư mù sẽ trục hồn anh ra để tăng thêm sức mạnh đối phó với đầu trâu mặt ngựa. Phương pháp của anh mù là dùng kiếm chém vào tóc Kim Bảo, thì sẽ đẩy được hồn anh ra. Ôi thần linh ơi, ngay cả khi thấy đường còn khó chém, huống chi là mù, điều này khiến cho Kim Bảo hoảng sợ thoát hồn ra. Phía này ở bệnh viện đầu trâu mặt ngựa đã đến, đám đàn em của Kim Bảo dựa vào dương khí đánh đuổi bọn quỷ sai. Nhưng một lúc sau cũng phải hết hơi, thế là hồn thằng Siêu bị bắt đi. Cao Hùng liền xuất hiện lấy ra ngọc luân hồi của thằng Siêu. Khi này Kim Bảo mới chạy đến, dùng bình cứu hỏa đánh đuổi bọn đầu trâu mặt ngựa. Nhưng khi hồn thằng Siêu nhập lại vào thể xác thì không được, vì ngọc luân hồi đã bị lấy đi. Tiểu Lực chạy đến báo tin cho Kim Bảo, đuổi theo Cao Hùng lấy lại viên ngọc. Rất nhanh hai người đã gặp được thằng Cao Hùng dưới địa phủ. Trên dương gian bác sĩ cố gắng kích tim cho thằng Siêu, hy vọng cứu được cậu ta. Họ không biết rằng đó chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Nghĩ rằng anh ta đã chết, bác sĩ và y tá đành bỏ đi. Khi này Cao Hùng hóa thân thành võ sư giao đấu với Kim Bảo. Sau vài chiêu quyền cước Kim Bảo đánh bật anh ta, Cao Hùng chuyển sang dùng ma thuật tấn công Kim Bảo. Sau cùng Tiểu Hồng đứng giữa hòa giải cho hai người, Kim Bảo quyết định dùng viên ngọc của anh đổi lấy ngọc luân hồi của thằng Siêu, giúp cho cậu ta được hoàn dương. Giờ đây Kim Bảo đã là hồn ma vui vẻ bên hai mẹ con Tiểu Hồng. Pháp sư mù thì được cấy ghép giác mạc của Kim Bảo nên đã sáng mắt trở lại. Thằng Cao Hùng thì đầu thai làm con của Sang Sang và anh Siêu. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.